Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Như chúng ta đã biết, văn hóa thờ tự tâm linh là một trong những văn hóa truyền thống ngàn đời của người dân Việt, thể hiện cái đức tin đối với thần linh cũng như gia tiên tiền tổ của chúng ta, thể hiện việc con người nhỏ bé trước thần linh, thiên nhiên và vũ trụ để chúng ta có sự khiêm nhường, chúng ta có cái đức tin tốt và chúng ta tu dưỡng tâm tính đạo đức để chúng ta phát triển tốt trong một cái xã hội này. Do đó cái việc người ta nói tâm dạ thì hương truyền, tức người ta sử dụng nén nhang, nén hương để dẫn truyền những cái ý niệm mong cầu tốt đẹp gửi gắm đến thần linh tiền tổ, gia tiên thần linh ở phía trên cao phù hộ cho độ trì cho con cháu, chúng sinh ở dưới. Vậy thì cái việc mà các gia chủ cũng rất quan tâm đến yếu tố này và sử dụng các loại hương nhang trong cái việc thờ tự là một trong những cái vấn đề cấp thiết mà bất cứ ai cũng quan tâm. Tuy nhiên một điều rằng là trên thị trường chúng ta đều thấy có rất nhiều các loại hương nhang khác nhau và thể hiện cái kết quả cho cái việc khi chúng ta thắp thì thấy rằng là hương cuộn tàn rất đẹp và chúng ta cho rằng đó là lộc. Nhưng tuy nhiên một điều là đối với các nhà nghiên cứu khoa học cũng như các chuyên gia liên quan đến yếu tố văn hóa cho rằng đây có phải là điều đúng hay không. Thì xin thưa với các cô chú anh chị, đây là một trong những cái quan niệm sai lầm và hầu hết chúng ta cũng đang sử dụng các loại hương trên thị trường có rất nhiều yếu tố về hóa học và độc tố. Theo thống kê của các nhà khoa học thì hiện tại trên thị trường với một số những đơn vị sản xuất hương nhang kém chất lượng thì sử dụng rất nhiều những cái hóa chất tẩm ở phía bên trong để làm cho hương nhang có yếu tố về cuộn tàn cũng như rằng là cháy rất nhanh cũng như có cái mùi hương. Tuy nhiên một điều là đối với các thành phần hóa học đó đều mang lại cái ảnh hưởng rất xấu đối với sức khỏe con người. Ví dụ để làm sao hương có thể cháy nhanh và cuộn tàn tốt thì trong cái phần lõi của hương người ta tẩm cái hóa chất là H3PO4 hay còn gọi là acid phosphoric. Loại axit này giúp cho tăng cái nhiệt độ khi chúng ta đốt hương cũng như là hương cháy nhanh và cuộn tàn đẹp hơn và chúng ta cho rằng đó là lộc. Đấy là một trong những cái quan niệm sai lầm. Và khi cháy loại hương này thì lại tỏa ra cái mùi hương đó là N2O5. Đây là một loại khí mang cái yếu tố độc tố rất là cao, ảnh hưởng đến cả thị giác cũng như là khứu giác, khiến cho việc chúng ta bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất nghiêm trọng, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ. Bởi vậy cho nên nếu như trong nhà cô chú anh chị mà đang sử dụng loại hương mà có khả năng cuộn tàn và mùi hương ngào ngạt thì chúng ta nên bỏ loại hương đi và sử dụng các loại hương khác. Vậy thì đối với trước mặt các cô chú anh đây đó là hương phong thủy vượng. Đây là loại hương sạch do Phong Thủy Tâm Nguyên và các thầy chân sư trong Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Phương Đông trực tiếp nghiên cứu và sản xuất đưa ra ứng dụng. Vậy thì trong vô vàn các loại hương đang có trên thị trường, tại sao chúng tôi vẫn sản xuất loại hương sạch này? Vì rằng là yếu tố về cộng đồng cũng như rằng là để cho hàng triệu người dân Việt Nam được sử dụng một sản phẩm chất lượng, một sản phẩm hương sạch. Chúng tôi đã dày công nghiên cứu và đưa vào sản xuất lại hương sạch, đó là hương phong thủy vượng. Với rất nhiều các cô chú anh chị đặc biệt tham gia các khóa học kích tài lộc 1-2 năm nay đã có cái thói quen đó là sử dụng hương sạch phong thủy vượng của Phong Thủy Tâm Nguyên thì đều cho những cái phản hồi vô cùng tích cực. Đặc biệt là vào ngày xuân, ngày Tết, tất cả các rất nhiều các khách hàng cũng như cán bộ nhân sự của Phong Thủy Tâm Nguyên đều được tặng loại hương này để về kính biếu đối với người thân trong gia đình. Thì đều được các ông bà, cha mẹ rồi cô dì chú bác trong nhà phản hồi về loại hương phong thủy vượng rất là tốt. Vậy thì đây cũng chính là một trong những cái sản phẩm tốt mà cộng đồng cũng như là các cô chú anh chị nên hướng đến. Đây không phải là một video quảng cáo mà đây là một trong những cái video chúng tôi tự tin chia sẻ về sản phẩm chất lượng của mình, đồng ý không ạ? Vì rằng là chúng tôi biết khi các cô chú anh chị có những cái mong muốn và có những cái việc ứng dụng phong thủy hay là yếu tố tâm linh thờ tự trong cuộc sống, các cô chú anh chị thỏa sức tìm hiểu tất cả các loại sản phẩm trên thị trường. Và nếu như không gặp được sản phẩm chất lượng đối với Phong Thủy Tâm Nguyên thì các cô chú anh chị dễ gặp phải những loại sản phẩm kém chất lượng ngoài kia. Do đó với cái bổn phận trách nhiệm, với những cái sứ mệnh của chúng tôi trong việc lan tỏa kiến thức, chia sẻ giá trị cũng như cung ứng những cái sản phẩm chất lượng tốt đến với cộng đồng thì việc sản xuất hương phong thủy vượng là một trong những cái đầu việc vô cùng quan trọng và cho đến ngày hôm nay chúng tôi tự tin cho ra mắt. Đó là hương sạch phong thủy vượng như các cô chú anh chị nhìn thấy. Tổng số nén đối với một hộp hương phong thủy vượng là 108 nén. Chúng ta sử dụng con số 108 bởi đây là con số mang lại rất nhiều cái ý nghĩa trong cả đạo Phật cũng như là đạo giáo cũng như là trong yếu tố về tâm linh thờ tự. Các cô chú anh chị có thể tìm hiểu về ý nghĩa con số 108 này. Và đối với Phong Thủy Nguyên chúng tôi được đóng làm 3 gói như sau để khi chúng ta sử dụng hết gói này chúng ta sẽ sử dụng các gói tiếp theo để tránh cái việc mùi hương của thơm nó sẽ thất thoát ra phía bên ngoài. Đối với việc hương phong thủy vượng và phong thủy nguyên thì tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất, do đó đây là hương sạch và không đậu tàn. Tức là chúng ta thắp đến đâu thì hương sẽ cháy sạch đến đó và thậm chí là sẽ cháy xuống dưới chân nhang và hóa các loại chân nhang đi, thì khiến cho bát nhang của chúng ta trở nên là ấm hương hỏa và mang lại cái yếu tố về tốt lành, cát lành, tốt lành nhiều hơn. Và trong cái giai đoạn này thì Phong Thủy Tâm Nguyên rất là vui và hoan hỉ đưa đến các cô chú chị những cái chương trình khuyến mãi để chúng ta có cái cơ hội sử dụng hương phong thủy vượng
được phổ cập hơn, cũng như rằng là có những chương trình khuyến mãi để chúng ta có cơ hội được ưu đãi với cái sản phẩm hơn. Khi mà các cô chú anh chị sử dụng, tức là các cô chú anh chị mua 5 hộp hương sạch Phong Thủy Vượng thì sẽ được tặng thêm một hộp nữa, tức là chúng ta có 6 hộp. Và đối với chương trình này thì các cô chú anh chị được mua cộng dồn, tức là ví dụ tháng này tôi mua 3 hộp, tháng sau tôi mua 2 hộp thì ngay lập tức sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Vì rằng là tổng số hộp các cô chú anh chị mua đã là 5 hộp và được tặng thêm một hộp nha. Đó là cái chương trình thứ nhất mà hương Phong Thủy Vượng dành tặng. Cái thứ hai là các cô chú anh chị khi mà sử dụng cái dịch vụ xem ngày nhập trạch tại Phong Thủy Thái Nguyên thì cũng đều được Phong Thủy Nguyên tặng một hộp hương Phong Thủy Vượng đi kèm để chúng ta sử dụng trong cái việc ngày nhập trạch chúng ta cần an vị bát nhang, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng hương Phong Thủy Vượng để mà dâng lên ông bà gia tiên tiền tổ chúng ta, thì đấy là một trong những cái tín ngưỡng cũng như một trong những hành động rất là tốt đẹp. Một trong những cái chương trình tiếp theo mà cũng liên quan đến hương Phong Thủy Vượng đó là hoặc các cô chú anh chị khi sử dụng bộ bốc bát nhang trong cái việc là an vị ban thần tài, ban thờ thần linh gia tiên, và khi cô chú anh chị sử dụng 3 bộ cốt bát nhang này để an vị cho 3 bát nhang này hạn thì cũng sẽ được tặng kèm đối với hộp hương Phong Thủy Vượng như thế này. Thì đây là một trong những cái chương trình mà Phong Thủy Thái Nguyên đưa ra để giúp các cô chú anh chị tiếp cận cũng như sử dụng các sản phẩm chất lượng trong cái yếu tố tâm linh thờ tự để giúp cho an toàn sức khỏe cũng như đảm bảo cái đức tin thờ tự của chúng ta trở nên tốt hơn. Để tất cả các cái thông tin chi tiết cũng như là những cái chương trình chi tiết thì cô chú anh chị cũng có thể gọi điện đến số 1900292, bấm nhanh số 2 hoặc bình luận xuống dưới phần bình luận để đội ngũ trợ lý có thể là tư vấn hỗ trợ đến các cô chú anh chị một cách kỹ hơn. Nhắc lại, chúng ta có 3 chương trình khuyến mãi với hương sạch Phong Thủy Vượng, đó là khi cô chú anh chị mua 5 hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp tiếp theo là hộp thứ 6. Chương trình này được mua theo cộng dồn, tức là kể cả tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 5 tháng mỗi tháng cô chú anh chị mua một hộp thì vẫn khi kết thúc hộp thứ 5 chúng ta sẽ được tặng ngay tiếp một hộp nữa gửi kèm ha. Chương trình tiếp theo đó là khi chúng ta sử dụng dịch vụ xem ngày nhập trạch thì sẽ đều được tặng kèm một hộp hương Phong Thủy Vượng. Chương trình thứ 3 đó là chương trình khi chúng ta sử dụng 3 hộp cốt bát nhang để bốc và an vị bát nhang cho gia đình mình thì cũng đều được tặng kèm một hộp hương Phong Thủy Vượng sạch như này để giúp cho gia đình chúng ta được sử dụng những sản phẩm chất lượng. Đức Trung xin cảm ơn cũng như rằng là rất hy vọng rằng là các sản phẩm giá trị của Phong Thủy Nguyên sẽ được các cô chú anh chị đón nhận cũng như mang lại cái hiệu quả cao trong cái yếu tố về tâm linh thờ tự, nâng tầm văn hóa tâm linh Việt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo.